Xe đạp thể thao Vip.com xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao Vip.com là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán rất nhiều thương hiệu xe, đủ chủng loại, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, nhiều mức giá để bạn đến với shop dễ dàng chọn lựa được chiếc xe đạp như ý và phù hợp. Ngoài ra, shop còn bán rất là nhiều đồ chơi và phụ kiện của xe đạp như những chiếc mũ xe đạp thể thao, quần áo, găng tay hay những đèn chiếu sáng có đèn hậu và cọng bình nước bơm rất nhiều. Bạn có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video để xem tổng thể những phụ kiện shop đang bán tại shop xe đạp thể thao chúng con. Và từng phụ kiện thì shop cũng sẽ làm review cũng như là hướng dẫn sử dụng để bạn khi sử dụng những cái phụ kiện này dễ dàng khi đến với shop xe đạp thể thao Vip chúng con. Ngoài mua được chiếc xe đạp như ý cùng trang bị với những phụ kiện rất đẹp này, bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, trong video này shop giới thiệu tới bạn sản phẩm, đó là những cục pin lithium pin 3V. Và với pin 2032 này, pin 2032 này thì sử dụng cho rất là nhiều đồ chơi của xe. Thí dụ như là sử dụng cho những chiếc đèn ruby. Đấy, đèn ruby đây. Hay những đồng hồ không tơ mét không dây, hay là một số phụ kiện khác sử dụng cái pin lithium 2032 này. Và cái pin này thì rất phổ thông. Thì shop xe đạp thể thao Vip.com thì đang bán rất là nhiều phụ kiện, và trong đó thì có bán pin 2032 này. Và shop bán theo thanh này, hay gọi là theo vỉ, một vỉ sẽ có 5 viên như này bạn nhé, giá sẽ là một vỉ 5 viên. Vâng, còn những cái phụ kiện tiếp theo thì shop cũng sẽ review cũng như là chia sẻ cách sử dụng, và bạn có thể truy cập theo đường link ở dưới phần mô tả video này để xem những cái phụ kiện shop đang bán cùng với xe đạp thể thao. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.